Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1385 rồi Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn Đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó Thì các bạn vui lòng gửi qua email a gmail com hoặc là qua phanh bay miêu thi thanh phạm để cho thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ bạn nữ này quê ở cần thơ bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện hai câu chuyện này á đều đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước và bạn đã chứng kiến hai câu chuyện này khi mà bạn đi học quân sự quốc phòng bạn kể rằng cách đây mấy năm bạn là sinh viên của trường Đại học Cần Thơ mà hầu như tất cả các bạn sinh viên học trường này á đều phải tham gia khóa học quân sự quốc phòng ở bên Hậu Giang. Thì bạn cũng có nói rõ tên của khu quân sự này nữa nhưng mà thi tránh nhắc tên tại vì cũng tế nhị các bạn ha. Thì vào năm đó bạn đi học quân sự là vào tháng 12, tính rằng sau khi mà học xong á là sẽ được nghỉ Tết ăn Tết ta mình luôn. Thì khi mà lên cái khu quân sự này đi học á thì bạn thấy khu này nó rất là rộng, rất là lớn luôn. Nằm cách đường chính là tầm khoảng chừng hai cây số. Mà cái đường vào trong khu quân sự này á toàn là cây cối không thôi, hoàn toàn không có bất kỳ căn nhà dân nào cả thì xung quanh của khu quân sự này cũng có rất là nhiều cây cối nào là lao sậy nè cây tràm nè cây chuối rất là nhiều luôn còn cái dãy phòng mà bạn ở là có tổng cộng 14 phòng 7 phòng thì dành cho nam và 7 phòng thì dành cho nữ cứ mỗi một phòng sẽ có bốn cái giường tầng tám người sẽ ở chung với nhau trong một phòng các bạn ha thì khi mà lên đây học và tối ngủ một tuần đầu tiên á hoàn toàn bình thường không có vấn đề gì xảy ra cả nhưng mà cho tới tuần thứ hai thì lúc đó trường của bạn á là có tổ chức giải thi đấu bóng đá nữ thành ra sau khi mà các bạn học xong còn đi tập đá banh nữa cho nên rất là mệt luôn buổi tối về ngủ ngon lắm thì cái ngày thứ nhất tập đá banh không sao ngày thứ hai cũng không có gì hết cho tới sáng ngày thứ ba đó sau khi mà ngủ dậy xong thì mấy bạn trong phòng của bạn á mới đánh răng rửa mặt rồi thay đồ thay đồ xong rồi mới rủ nhau qua một cái phòng nữ khác để mà rủ mấy bạn nữ trong phòng đó đi học chung ha thì khi mà qua bên đây á các bạn mới thấy rằng mấy bạn nữ của phòng này á không có bạn nào nằm trên giường ngủ cả mà đều lấy chiếu trải dưới đất rồi nằm ngủ chung với nhau thì lúc đó mọi người cũng có hỏi là chuyện gì vậy nhưng mà các bạn này không có ai trả lời lý do tại sao hết thì cũng không hỏi nữa cũng trong cái tuần đó là có người nhà lên thăm thì người nhà của mấy bạn nữ bên phòng đó đó đã đem nào là xương rồng rồi rế nồi với lại có mấy cái bao lì xì mà không biết là có cái gì trong đó thì sau đó các bạn mới thấy rằng mấy bạn nữ bên phòng bên kia đã treo xương rồng với lại rế nồi lên cái cửa sổ còn bao lì xì thì dán ngay chỗ cái cửa ra vào với lại dán trên tường tùm lum hết thì lúc này mọi người á mới gặn hỏi thêm lần nữa Sau khi mà mọi người gặn hỏi thì lần này mấy bạn nữ bên phòng này mới kể rằng á Trong phòng có một bạn mình sẽ gọi tên là Trâm đi bạn Trâm này khi ngủ á, là nằm cái tầng trên của cái giường tầng mà cái giường của bạn ấy là ngay chỗ cái cửa sổ ngay chỗ bạn Trâm nằm á, là có một cái khoảng cửa sổ vậy nè thí dụ như nếu bạn trâm nó nằm nó quay cái mặt ra ngoài cửa sổ á thì nó sẽ nhìn được ra ngoài dãy hành lang rồi thao trường với lại á là có một cái xào đồ của cái phòng này luôn thì buổi tối á là các bạn giặt đồ xong rồi đem ra ngoài đó phơi á thì bạn trâm này nếu mà nhìn ra ngoài cửa sổ là sẽ thấy hết thiện trâm nó kể rằng á mấy bữa trước ngủ thì không sao cả nhưng mà tới cái ngày đầu tiên mà tập đá banh á thì tối hôm đó nó đang ngủ rất là ngon, tự nhiên tới giữa đêm nó giật mình thức dậy. Khi mà nó giật mình thức dậy á, nó thấy rằng mình đang nằm nghiêng cái mặt đưa ra ngoài cửa sổ. Thì lúc đó nó có mở mắt nó nhìn ra. Thì nó thấy rằng á ngay chỗ cái xào đồ, tự nhiên giống như là có ai á các bạn cứ gạt đồ qua, xong rồi gạt đồ lại, cứ gạt đồ qua rồi gạt lại cứ làm liên tục nhiều lần. Thì lúc này con tranh nó mới thấy lạ Cho nên nó cũng đã tỉnh ngủ rồi Nó mới ráng căng cái con mắt Để mà nó nhìn coi là đứa nào mà rảnh dữ vậy Nhưng khi mà nó nhìn á, Thì nó lại không thấy ai cả Nhưng mà đồ cứ gạt qua Gạt lại, gạt qua, gạt lại hoài luôn Thì lúc đó con tranh nó cứ nghĩ rằng Nếu mà không có người á, thì chắc là Có gió to nhưng khi mà nó nhìn mấy cái cây á thì nó lại không thấy cây nhúc nhích gì hết là lúc đó hoàn toàn không có một miếng gió nào cả nhưng mà quần áo lại bị gạt qua gạt lại gạt qua gạt lại như là có người gạt cho nên con chanh nó sợ nó không có dám nhìn ra ngoài nữa mà nó quay vô trong luôn thì cho tới sáng ngày hôm sau á nó mới hỏi mấy đứa bạn ở trong phòng á là tại vì cái xào đồ đó là của phòng đó toàn là đồ của mấy bạn trong phòng này thôi thì nó mới hỏi mấy đứa bạn trong phòng rằng là tối hôm qua nửa đêm có đứa nào đi ra ngoài đó mà gạt đồ qua lại qua lại rất là nhiều lần không tối hôm qua tao thấy đồ bị gạt qua gạt lại quá trời luôn có đứa nào ra làm vậy không thì mấy đứa trong phòng này nó mới nói rằng là mày nói kỳ vậy trời ơi mệt muốn chết hả đi học rồi đi tập đá banh tối về hả mệt muốn chết ngủ sai như chết vậy đó tự nhiên đi ra ngoài đó làm làm vậy làm gì mà ai rảnh tự nhiên nửa đêm nửa hôm đi ra ngoài đó làm vậy thì khi mà nghe mấy người bạn mình nói con trăm nó cũng rất là sợ cho nên nó đã lấy một cái khăn để mà nó che cái chỗ cửa sổ đó lại thí dụ như có quay ra nhìn nó thì cũng không thấy ở ngoài thì tới cái ngày thứ hai cái ngày mà tập đá banh của tuần thứ hai á thì nó kể rằng là buổi tối hôm đó về cũng mệt lắm thành ra lúc này nó che cái khăn nó cũng an tâm rồi thí dụ như có giật mình nửa đêm cũng không thấy ở ngoài thì nó ngủ cũng rất là ngon nhưng mà khi nó đang ngủ nó lại tiếp tục giật mình lúc vào nửa đêm nữa mà kỳ này nó mắc tiểu các bạn nó mắc quá đi nhưng mà do cái lúc đó nó buồn ngủ nó tính rằng là thôi kệ ráng nhịn rồi sáng tiểu sao chứ bây giờ buồn ngủ quá nhưng mà nó lại mắc quá thành ra không thể nào ngủ được nữa cho nên nó đã ngồi dậy để mà leo xuống thì khi mà nó leo xuống nó đứng ở dưới đất rồi á nó mới quay vô nó nhìn ngay chỗ cái toilet á thì nó thấy có một người đang đứng ở trong toilet các bạn thì nó mới tưởng rằng chắc là mấy đứa bạn ở trong phòng đứa nào đi toilet thì thôi đợi người ta đi xong á thì nó sẽ vô nó đi sau nhưng trong cái lúc mà nó đứng đợi cái người đó đó Thì nó mới đưa mắt nó nhìn xung quanh trong phòng Thì nó mới quảng hồn là tại vì nó thấy người nào cũng đang nằm ngủ trên giường cả Nó nhìn xung quanh nó đếm thì có tổng cộng đang ngủ trên giường là 7 người thì cái người mà đang đứng ở trong cái toilet là ai? Thành ra lúc đó nó sợ, nó mới hết hồn, nó mới chạy lại đằng ngay chỗ cái ổ điện á, nó mới bật cái công tắc đèn lên thì lúc mà bật lên á nó thấy cái người mà đang đứng trong cái toilet đó là một cái bóng đen thui thù lùi các bạn và khi mà nó bật cái công tắc đèn lên rồi ha người này không hề biến mất mà người này á lại lướt rất là nhanh lướt từ ở trong toilet lướt đi ra ngoài cái cửa chính rồi xuyên qua cái cửa mất tiêu luôn và khi mà cái người này lướt qua con trăm á thì nó nói rằng á lúc đó ha cái người nó lạnh giống như là nước đá mà trà lên da thịt vậy đó nó lạnh ơi là lạnh luôn thì nó sợ quá thành ra mới gọi mọi người trong phòng dậy thì khi mà mọi người dậy hỏi nó chuyện gì nó mới kể lại là tao thấy vậy thấy vậy đó cho mọi người nghe lúc mà mọi người nghe xong thì ai cũng sợ cả thành ra mọi người đã không có ngủ trên giường mà lấy chiếu chải xuống đất để mà nằm chung với nhau ngủ cho đỡ sợ các bạn thì á là trong phòng này đã kể cho mọi người nghe như vậy nghe thấy ghê các bạn ha thì đó là cái chuyện đầu tiên sau đó thì con Trâm nó không có thấy gì nữa còn câu chuyện thứ hai á thì cũng trong cái lần đi quân sự đó luôn tầm khoảng vài ngày sau sau cái vụ của con Trâm thì vài hôm sau trong phòng của bạn có một đứa bạn gọi tên là trang ha thì cái bạn trang này á là cũng có tham gia đá banh mà tuần này á thì lớp của bạn đã lọt vô vòng chung kết mà con trang á thì nó đá rất là hăng các bạn thì khi mà nó đá hăng á nó đã đá làm sao mà trúng xuống cái nền á cho nên cái chân của nó bị chày rất là nhiều thành ra chân đau nó không thể nào đá banh được nữa và đi lại cũng rất là khó khăn phải đi cả xích cả lụi cả xích cả lụi đi là phải có người diều ha thì do cái con trang này á nó cũng nằm ở cái tầng trên của giường tầng nhưng mà bây giờ cái chân nó đau thành ra nó leo lên leo xuống thì bất tiện cho nên nó mới nói với lại con nhỏ tên đài nằm ở dưới cái tầng của nó đó thì nó nói với đài rằng nó là đài ơi không ấy bây giờ mày chuyển lên trên tầng của tao mày nằm ngủ đi mày để cho tao nằm ở dưới chứ bây giờ cái chân tao đau mà tao leo lên leo xuống nó bất tiện quá trời mày ơi thì khi mà nghe con Trang nói vậy Con Đài cũng đồng ý liền Mới chuyển lên trên từng trên để mà nằm ha Thì cái ngày đầu mà con Trang nó bị đau chân á Buổi sáng hôm đó các bạn cũng dìu nó lên đi học Học xong các bạn cũng dìu nó xuống căng tin để mà ăn uống Ăn trưa xong rồi mới dìu nó về phòng Để mà ngủ trưa một miếng tới khoảng 1 giờ rưỡi lại tiếp tục học tiếp Thì bạn kể rằng á khi mà về phòng á mệt dữ lắm tại vì á là sáng học nè rồi á là mình cũng phải ngủ để chiều có sức học tiếp chứ nếu không á là chiều mình mệt mình sẽ ngủ gục trong cái lúc học thì bạn kể rằng khi mà về phòng á thì hầu như tất cả mọi người đều leo lên giường của mình để mà tranh thủ ngủ một miếng còn riêng cái con trang này á, thì nó lại không có buồn ngủ Cho nên nó nằm cái tầng ở dưới Nó mới lấy cái điện thoại để mà nó dọc điện thoại các bạn Thì trong cái lúc mà nó đang dọc điện thoại vậy đó Cái tự nhiên nó nghe cái tiếng lịch kịch lịch kịch Đằng ngay chỗ cái xào đồ để trong phòng á Thì trên xào đồ này các bạn cũng có treo mấy bộ quần áo của mọi người thì lúc đó nó nghe cái tiếng lịch kịch lịch kịch Thành ra nó giật mình, nó mới quay qua, nó nhìn lại đằng cái xào đồ. Thì nó nói rằng khi mà nó quay qua nó nhìn á thì nó thấy rằng á là mấy cái bóc đồ đang nhúc nhích nhúc nhích. Thì khi mà nó thấy mấy cái móc đồ đang nhúc nhích vậy đó, nó mới hết hồn, nó mới ngồi bật dậy nhưng mà nó không có dám lại để mà nó coi coi là cái gì. Tại vì cái lúc đó con trang nó sợ là cái gì các bạn biết không? Nó sợ rằng tại xung quanh là có nhiều cây cối rồi nhiều khi có rắn rít nó bò vô thành ra là mấy cái mốc đồ mới nhúc nhích như vậy con trang nó sợ nó không có dám lại coi nó sợ rắn cắn nó thành ra nó chỉ ngồi trên giường và nó nhìn lại đằng cái hướng xào đồ nó coi coi là cái gì ha thì nó giờ một hồi sau cái nó mới quảng hồn là nó thấy có hai cánh sáng mà hai cánh sáng này đối xứng với nhau giống như hai con mắt vậy đó mà nó quắc sáng luôn các bạn và đang nhìn về phía của con trang thì lúc này con trang nói rằng nó vẫn đang ngồi trên giường nha nhưng mà khi mà nó thấy hai cánh sáng đó đó là tự nhiên cái người của nó tê cứng luôn tê cứng luôn không nhúc nhích gì được và cái miệng cũng không có mở không có mở ra được để mà kêu ai mà chỉ có hai con mắt là mở chao cháo nhìn về phía đằng xào đồ đó thôi thì lúc này á tự nhiên đồ nó gạt qua hai bên thì khi mà đồ gạt của hai bên con trang nó đã thấy rõ ràng có một đứa nhỏ đứa nhỏ này tầm khoảng chừng 2-3 tuổi thôi các bạn là con gái con trang nó nói rằng á đầu tóc của đứa nhỏ này á bù xù mà quần áo á là không có nó ở trần ở chuồng mình mẩy của nó rất là dơ luôn mà khi con trang nhìn á con trang hết hồn không phải là tại vì cái mặt đứa nhỏ này ghê cái mặt đứa nhỏ này hoàn toàn không có ghê Nhưng mà ngay chỗ cái bụng của nó Ngay chỗ cái lỗ rúng á Thì ban đầu con Trang nó mới nhìn nó hết hồn Nó cứ tưởng rằng á là Ngay chỗ cái rúng Có lòi ra một cọng Nó cứ tưởng là bị lòi ruột Nhưng khi mà nhìn kỹ lại thì không phải là ruột Mà là cái cuốn rúng các bạn Các bạn cứ tưởng tượng cái cuốn rúng Nó nhìn y chang như là cái cọng dây thần Mà nó nó teo Nó quắt lại Mà nó dài cỡ hai cái găng tay vậy nè mà nó dính ngay chỗ cái rúng nó lòi ra thì lúc mà con trang nó nhìn thấy thì nó rất là sợ đứa nhỏ này nó cứ đứng ở trong cái xào đồ á mà nó cứ nhìn nó lườm 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 nó liếc liếc con trang thì con trang lúc đó không có kêu ai được cả chỉ nhìn đứa nhỏ đó thôi rồi đứa nhỏ đứng trong đó nhìn ra nó bốn mắt nhìn nhau nha các bạn tầm khoảng chừng nửa tiếng sau khi mà có tiếng cản để mà kêu mấy bạn dạy chuẩn bị đi học á thì lúc này á cái tiếng cản vừa gõ một cái can một cái là con trang mình mẩy cơ thể của nó bắt đầu nhẹ trở lại cái miệng của nó bắt đầu mới mở ra được và lúc đó nó đã la làng lên khi mà nó la làng lên xong rồi ha là nó té xuống nó nằm trên giường nó xỉu luôn lúc này á mọi người mới giật mình tính dậy xong rồi thấy con trang á là la rồi ngã xuống xỉu vậy đó Thành ra mọi người mới súng lại mới kêu nó quá trời Mà nó đâu có tỉnh đâu Thành ra mọi người mới đưa nó lên trên phòng y tế Khi mà lên trên phòng y tế rồi Thì cái cô y tế của nói rằng là do con Trang nó bị hạ đường huyết Với lại là cái chân của nó bị ấy ra nó nhiễm trùng Các bạn nó chày nó nhiễm trùng á Bây giờ nó bị hành sốt Cho nên nó mới bị xỉu như vậy Thì cô y tế cổ đã truyền cho con Trang là một bình nước biển ha thì trong cái lúc truyền cũng bình thường nó cũng chưa tỉnh nữa thì lúc đó cô y tế mới kêu rằng là thôi bây giờ để hai đứa ở lại còn mấy đứa kia đi học đi hai đứa ở lại để mà canh ngồi bạn tỉnh rồi sẽ dìu bạn về phòng thì lúc đó là nhóm của bạn mới cắt cử hai đứa ở lại xong rồi khi mà truyền nước biển xong thì lúc đó con trang nó mới tỉnh lúc này hai đứa này mới dìu con trang về phòng thì tính tình của con trang nó cũng gan cũng cá tính dữ lắm khi mà về phòng á thì nó mới kể lại cho hai đứa này nghe nó nói rằng mới nãy tao thấy tao thấy vậy đó nhưng mà chắc là à, tao bị sốt rồi cái tao bị ảo giác tao nghĩ vậy chứ không có gì đâu tại vì cũng giữa trưa mà thì thôi bây giờ à, tao cũng đỡ đỡ rồi để tao nằm tao ngủ chút xíu nữa tụi bay cứ đi học đi Chứ đừng có bỏ học, đi học đi rồi có gì á chiều á sau khi học xong à, xuống căng tin á mua đồ gì á có gì gọi cho tao biết rồi tao muốn ăn gì tao nói cho tụi bay, tụi bay mua giùm tao. Thì lúc đó hai đứa kia nó mới lên nó học, con Trang mới nằm ở phòng một mình. Thì con Trang nó kể rằng khi mà nó nằm ở phòng một mình á do là nó nghĩ hồi mới nãy nó thấy lão giác cho nên nó cũng không có sợ nhiều các bạn Thì nó nằm một hồi Nó cũng từ 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 chìm vào trong giấc ngủ Thì khi mà nó đang ngủ Cho tới tầm khoảng chừng 4 giờ rưỡi chiều Lúc này các bạn đã học xong xuôi hết rồi Thì các bạn mới kéo xuống dưới căng tin để mà ăn Ăn xong rồi mới gọi điện cho con Trang hỏi rằng là mày muốn ăn gì Thì khi mà con Trang nó ngủ á Mới nghe tiếng điện thoại là các bạn này gọi hỏi thì nó nói rằng nó là bây giờ tự nhiên tao thèm bánh bao với lại á, tao muốn uống coca. Tụi bay mua cho tao cái bánh bao với chai coca đi. Thì lúc đó các bạn mới ừ ừ. Xong rồi ha, con Trang sau khi mà tắt điện thoại xong thì nó mới nhớ lại cái vụ hồi trưa. Cho nên nó mới nhìn qua cái xào đồ thêm lần nữa. Thì khi mà nó nhìn qua cái xào đồ này á, nó mới tá quả tam tin là tại vì á nó thấy đứa nhỏ đó nữa mà đứa nhỏ này nha các bạn đang ngồi chồm hổm dưới đất á, mà ngồi theo cái kiểu để cái tay về nè rồi nhìn về phía của con trang thì khi mà con trang thấy đứa nhỏ đó lần nữa con trang nó sợ quá mà nó đâu có chạy nổi ra ngoài mà không hiểu sao cái lần đầu nó thấy đứa nhỏ thì mình mẩy nó tê cứng nhưng mà cái lần này nó thấy đứa nhỏ thì mình mẩy nó vẫn nhúc nhích được không bị tê cứng mà cái miệng vẫn hét được nha nó vừa thấy đứa nhỏ một cái nó la lên một cái á à, nó la rất là lớn nhưng mà do cái dãy lúc đó là đi hết rồi đâu có đứa nào ở đang ở dưới căn tin để mà ăn cho nên ở đây không có ai cả thành ra đâu có ai nghe tiếng nó la đâu thì sau đó đó ha con trang nó la xong nó không có chạy mà nó lại co rút cái người của nó vô sát ở vách tường ngay trên giường á nó nằm trên giường mà nó co rút cái người nó về nè thì lúc đó cái đứa nhỏ làm như thấy con trang sợ hay sao đứa nhỏ này á nó mới nhoẻn miệng nó cười nó cười các bạn mà khi nó cười á là nó đưa ra bốn năm cái răng sữa nhỏ xíu thôi thì sau đó con trang sợ quá là tại vì đứa nhỏ này nó mới bò nó bò từ 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 lại đằng hướng cái giường con trang đang nằm thì lúc đó con trang sợ quá cho nên con trang nó không dám nhìn nữa mà nó nhắm mắt lại để mà niệm phật lúc này nó mới nhớ niệm phật nha thì khi mà nó nhắm mắt nó niệm phật á thì trang mới cảm giác giống như là đứa nhỏ nó nắm vô chân giường á xong rồi nó cứ đẩy cái giường qua lại vậy nè cái giường qua lại cứ rung rinh nhúc nhích về hoài nha các bạn thì nó lại càng sợ hơn thành ra nó đâu có dám mở mắt mà nó cứ nhắm mắt nó nhắm mắt vậy nè nó niệm phật nam mô di đà phật nam mô đà phật thì sau đó tầm khoảng 5 phút nó cảm nhận rằng cái giường không có còn rung rinh nữa và không gian tĩnh lặng lắm thành ra nó cứ nghĩ rằng á chắc là sợ niệm phật cho nên đi rồi thì lúc đó nó mới mở mắt ra khi mà con trang mở mắt ra thì nó lại muốn té đái là tại vì các bạn biết sao không lúc này đứa nhỏ nó đang giống như là ngồi dưới đất nhưng mà cái mặt của nó lại kê lên trên ngay chỗ cái mép giường á các bạn cái mặt nó kê lên trên ngay chỗ cái mép giường nó đưa cái đầu vậy nè nó đưa cái đầu lên vậy nè các bạn trời ơi cái lúc đó bà trang bà sợ quá trời sợ luôn thì đứa nhỏ này á nó để cái đầu lên trên mép giường mà nó hỏi rằng cô ơi cô sao mà cô nằm giường của mẹ con vậy sao mà cô nằm đây cô nằm chỗ giường của mẹ con vậy cô nó hỏi vậy đó mà tiếng của nó ngây thơ lắm nha thì lúc này trang nó sợ quá nhưng mà nghe tiếng đứa nhỏ hỏi rồi thấy có vẻ là À, nó cũng không phải là nhét mình mà cái kiểu nó hỏi nghe dễ thương lắm thì con trang nó mới lấp bắp nó trả lời tại vì nói rằng á là tại sao lại nằm giường của mẹ con thì bà trang bả lại tưởng rằng á ý nó nói là con đài con đài là bữa hổm nằm ở tầng dưới bây giờ chuyển lên tầng trên là do cái chân của ông trang đau thì nó mới hỏi rằng á là con 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 là con của ông đài hả con là con của ông đài hả thì lúc này đứa nhỏ mới trả lời sao các bạn mới không nói không không con là con của mẹ con đâu phải là con của cô đó đâu mà nó chỉ lên tầng trên nha ý là không phải là con của ông đài á không không con là con của mẹ con đâu phải là con của cái cô đó đâu mà cái cô đó đó hôm thởm cổ nằm giường của mẹ con mà cô đó hả cổ có cái vòng chuỗi á ghê lắm nóng lắm con sợ cho nên con đâu có dám lại gần cô đó đâu Cô đó đeo cái cọng dây chuỗi Nóng lắm con sợ lắm Cho nên con không dám lại gần Mặc dù cổ nằm trên giường của mẹ con Nó nói vậy các bạn Thì khi đó nha Nó vừa trả lời xong Lúc này Bắt đầu nghe tiếng chân Rồi nghe tiếng mấy bạn Quay trở về cái túc xá Nói chuyện um sùm đằng xa Thì khi mà nó nghe tiếng bắt đầu nó bò lại đằng ngay chỗ cái sào đổ các bạn nó phóng vô một cái dèo mất tiêu luôn thì khi này trang nó sợ quá cho nên nó là nó mới nhìn thấy rõ ràng phóng mất tiêu vậy nó mới tuột xuống giường mà nó đi đâu nổi nó cà lết cà lết cà lết nó lại nó mở cửa xong rồi nó bò cà lết ở ngoài hành lang đó các bạn mà do nó đau rồi nó sợ quá cho nên nó bò tới ngay chỗ cái cầu thang á thì nó ngồi ngay đó rồi nó khóc thì lúc đó đó các bạn mới trở về Bạn nói rằng khi mà tụi em trở về Nhìn thấy con Trang nó đang ngồi Nó khóc bù lu bù loa Tụi em không biết chuyện gì cho nên mới súng nhau lại để hỏi nó Mới hỏi rằng có chuyện gì vậy sao tự nhiên mày ngồi ở đây Thôi thôi bây giờ tụi tao dìu mày vô phòng Nhưng mà nó nhất quyết nó không chịu Nó nói rằng Hông, không không Tao không vô phòng nó đâu Tao vô phòng nó đâu Tao vô phòng nó đâu mà Nó vừa gào lên Nó nói tao không chịu vô phòng đó mà nó vừa khóc Thì tụi em thấy vậy á mới sợ quá mới nói thôi thôi được rồi đừng có khóc nữa nín đi trời ơi mặt mày tao nói nước mắt nước mũi tùm lum hết thì thôi để tụi tao dìu mày xuống dưới căng tin rồi xin người ta nước nóng á để mà lao mặt cho mày mày có sao không mày sốt quá hay sao thì lúc này á mọi người mới rinh nó xuống căng tin thì khi mà xuống căng tin xong rồi ha lao mặt lao mình cho nó xong rồi á thì lúc đó nó mới nức nở nó mới kể lại cái chuyện mà nó đã thấy mới nãy làm sao làm sao thì khi mà nghe mọi người rất là quan mang sợ hãi lắm Sau đó có một cô, cái cô nãy dưới căn tin đó, cô này tầm khoảng chừng 50 tuổi cổ nghe được thì cổ cũng lợi, cổ hỏi anh Trang rằng là con Bộ con thấy nó rồi hả, con thấy rồi hả thì lúc mà nghe cô này hỏi vậy á, thì các bạn mới hỏi rằng á, là ủa sao cô thấy nó là sao cô chuyện gì vậy cô thì cô này mới kể mà không biết là có đúng hay không thì có nói rằng á là cách đó khoảng chừng hai ba năm trước cái lúc mà cái khu quân sự này vừa mới xây dựng xong á thì có sinh viên xuống đây để mà học quân sự á thì trong đó là có một bạn nữ bạn nữ này á là ở cần thơ có quen với lại một anh thì hai đứa cũng sống thử với nhau các bạn thì khi mà sống thử thì bạn nữ này đã mang thai nhưng mà mới mang thai á thì bạn ấy không có biết cho tới sắp đi quân sự á thì trước khi đi bạn ấy thử thai bạn ấy mới biết rằng mình có thai nhưng mà cái bạn này á lại không có nói cho bạn trai mình biết tính rằng sau khi mà đi quân sự về sẽ nói cho bạn trai mình để cho bạn trai mình bất ngờ cứ tưởng rằng người ta thương mình thiệt khi mà biết vậy á thì sẽ mừng vui sẽ đám cưới rồi đó ha nhưng mà cái lúc mà học quân sự á không biết là nghe ai nói mà bạn nữ này đã biết bạn trai của mình ngoại tình quen với người khác sau đó bạn ấy cũng tìm hiểu thì biết chính xác cái tin đó là thiệt chứ không phải là giả thì lúc đó bạn nữ này rất là đau khổ thành ra cũng nghĩ quẩn á các bạn nhưng mà không biết rằng bạn ấy đi mua hay là đã nhờ người mua ở ngoài là bạn ấy mua thuốc phá thai các bạn thì khi mà bạn ấy mua thuốc phá thai thì bạn nữ này á là hôm đó xin với thầy là nghỉ không có lên học mà nằm ở trong ký túc xá thì bạn nữ này đã uống cái thuốc phá thai đó thì khi mà bạn ấy uống ha cái lúc mà mọi người quay về cái túc xá rồi á vô là thấy bạn này nằm trên một cái vũng máu là uống vô thì không biết làm sao mà cái thai nó sổ ra luôn nó sổ chung với lại máu ra luôn nha các bạn mà khi sổ ra cái cọng dây rúng á nó vẫn còn dính trên đứa bé luôn thì lúc đó mọi người sợ lắm xong rồi mọi người mới hô lên để mà đưa bạn này đi cấp cứu thì cô này kể rằng á khi mà đưa cái cô bé này đi cấp cứu á là cái thai á giống như là bị kéo lết kéo lê ở trên cái nền đất á ta nói máu hả kéo dài 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 rất là kinh dị luôn mà do đứa nhỏ này nó cũng lớn tháng Thành ra là có mặt mũi tay chân đồ đầy đủ hết rồi Là một bé gái các bạn Thì về cái tính mạng của bạn gái này á, thì bạn không có kể Nhưng mà bạn Trang đã nhìn thấy ma thai nhi Ở trong cái khu quân sự như vậy như vậy đó Thì mình nghe chuyện này nghe thấy ghê Nghe sợ quá các bạn ha mà nghe vậy mình cũng thấy rất là tội nghiệp đứa bé khi mà nó mất trong đó thì nó cũng ở trong đó luôn rồi không biết bạn nữ kiền sao nhưng mà bạn uh, trang đã thấy như vậy đó nói rằng á là à, sao mà nằm giường của mẹ con rồi trước đó là cũng muốn ghẹo đài á nhưng mà do đài đeo cái cọng dây chuỗi cho nên nó không có dám tới gần nó không có hả là đến để mà chọc ghệ ông đài được do lận đài có đeo cộng dây chuỗi các bạn ha nghe chuyện này nghe thấy thương nghe thấy tội đứa bé vô cùng tội nghiệp lang thang rồi không có ai á, là đưa đi đầu thai hay là đưa đi siêu thoát gì cả nghe cũng rất là thương tâm thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay tiếp theo là câu chuyện thứ hai thì câu chuyện này á là của một chị Chị này là bạn thân với Thi Chị này sinh sống ở Vũng Tàu các bạn Chị đã gặp cái chuyện này cách đây mấy bữa trước thôi Mà cái hôm đó chị ấy về nhà là lúc khoảng 11 giờ mấy gần 12 giờ đêm Cái hôm mà Thi nghĩ kể chuyện á các bạn Thì chị mới gọi điện cho Thi Mà bình thường chị ấy gọi cho Thi ít khi nào mà gọi lúc giữa đêm như thế lắm Tự nhiên chị gọi cho Thi nghe Chị nói trời Thi ơi chị mới về tới nhà vừa mới mở mở cửa vô nhà thôi chưa có thay đồ thay đạt gì cả mà bây giờ tay chân rung hết trơn gọi cho em nè thì khi mà thi nghe thi mới hỏi ủa chuyện gì vậy chuyện gì chị bị gì vụ gì cái à, chị mới kể chị nói rằng là trời ơi chị mới thấy ma chị mới thấy ma thì thấy ghê lắm thấy ghê lắm thì thi mới hỏi rằng thấy làm sao thì thi kể ở đây để mà mắc công sau này thi quên rồi hỏi lại chị nữa thì thi kể hả là luôn các bạn ha là chị bạn này của thi có mở một cái shop quần áo ở vũng tàu nhà chị ấy cũng ở vũng tàu luôn mà cái shop này là chị ấy thuê mặt bằng của người ta để mà mở thì sau khi mà bán xong á buổi tối chị mới về mà bình thường chị về trễ lắm thì cũng nói hoài thôi tối đóng cửa sớm đi nhưng mà chị nói rằng á là tối là do có khách đông cho nên nó là tầm khoảng chừng 10 giờ mấy, 11 giờ, có khi đó là hơn 11 giờ đó là chị mới đóng cửa về. thì bình thường á là chị, bạn này của Thi không có đi xe máy mà chỉ đi xe đạp điện mà thôi nha các bạn. khi mà chị đi từ ngay chỗ cái shop quần áo của mình về tới nhà thì cũng tầm khoảng chừng là hơn 10 phút, tầm khoảng là 15-20 phút thôi. thì bình thường á là chị ấy đi đường ngoài nhưng mà không biết làm sao dạo này á bả lại không có đi đường ngoài nữa mà bả đi qua cái đường là đi ngang qua cái khu hành chánh của vũng tàu cái khu mà quỹ ban rồi đó các bạn thì bả kể rằng á cái khu này buổi tối nó cũng vắng lắm nhưng mà à, có cái cái chốt bảo vệ nè rồi có xe mà xe toàn là biển số xanh không người ta đậu ở đó buổi tối rất là nhiều rồi ngay chỗ cái góc ngã tư là có một cái quán bar nữa Thì chị nói rằng tuy là cái con đường này nó vắng Nhưng mà nó được cái là có hai người Một là cái chốt bảo vệ ngay đầu Còn ngay cái đầu dưới ngã tư này á là có một bạn là bảo vệ Giữ xe cho cái quán bar đó Thành ra buổi tối chị về thì chị cũng không có sợ gì hết thì cách đây mấy bữa trước á cái ngày mà chị gặp chuyện á là trước hôm đó là chị còn nói với lại mấy người bạn của chị ngoài vũng tàu rằng á là ê dạo này á là tao đi về bằng cái con đường đó đi nó lẹ rồi đường nó cũng rộng nữa mà hả đường nó vắng dữ lắm trời ơi đường vắng vô cùng luôn buổi tối tao về vắng tanh vắng ngắt tao muốn lấy điện thoại ra để quay cho tụi bay coi cái độ vắng nó như thế nào thì lúc đó mấy người bạn của chị ngoài vũng tàu còn còn cản lại nó thôi thôi Trời quay cái gì mà quay Mà thôi đi đường khác đi Không chịu nha các bạn Không chịu Thì mới hôm trước nói là sẽ đem điện thoại ra Quay coi cái đường vắng như thế nào Là qua ngày hôm sau gặp chuyện Qua hôm sau gặp chuyện là cái ngày mà gặp á Là cái ngày 16 đó các bạn 16 tháng 8 vừa rồi đó Chị kể rằng ha Hôm đó chị về Nhưng mà cái lúc mà chị đi ngang qua Cái chốt bảo vệ đằng ngay chỗ Cái quỹ ban gì đó là không có thấy cái người bảo vệ đâu mà chỉ thấy cái xe thôi thì lúc đó là chị cũng suy nghĩ rằng nay thằng bảo vệ nó đi đâu rồi chị bạn của thi cũng đã lớn tuổi nha các bạn thì chị ấy mới nói rằng là nay thằng bảo vệ đi đâu rồi ta thì chị lại tiếp tục chạy xe đạp điện đi tiếp thì khi mà lên sắp tới quẹo cái cua qua ngã tư á chị nói rằng nha tự nhiên cái lúc đó cảm giác giống như là có ai mà thổi vô ở trong gáy ở phía sau của chị vậy đó mà thổi thì khi mà chị cảm giác như vậy chị hơi sợ rồi thấy lạnh người cho nên chị bạn của thi mới quay lại để mà nhìn mà khi quay lại nhìn á thì không có ai cả thì cái lúc mà quay lại nhìn xong rồi mới quay ra phía trước để mà nhìn đường phía trước á bắt đầu mới quẹo qua cái cua thì khi mà chị ấy vừa quẹo qua cái cua thì cách chị ấy tầm khoảng chừng cỡ 7 8 mét chưa tới 10 mét là có nguyên một cái gốc cây nó lớn dữ lắm mà cái gốc cây này á, giống như là cái rễ cây nó mọc lan ra đường luôn nhưng mà nhà nước của mình người ta không có chặt tại vì nếu chặt thì sợ rằng mất công gió bảo cái cây nó gãy là gây tai nạn nữa thành ra khi mà có cái rễ cây nó đưa ra vậy nè thì khi mà chị ấy vừa quẹo một cái chị thấy có một người mà cái người này á, là bước ra từ trong cái thân cây mà ban đầu chị ấy cứ nghĩ rằng á Là đứa nào mà nó đang giỡn với nhau Nó chạy băng ra đường Thì chị nói rằng á là cái người này nha Bước từ trong thân cây bước ra Mà đi ra giữa đường luôn Thì từ xa cách tầm khoảng 7-8 mét á Thì chị nghĩ rằng á là trời ơi Sao cái người này cao dữ vậy Là tại vì người này chị nói rằng á là Cao tầm khoảng chừng 2 mét rưỡi á các bạn Không dưới hai mét rưỡi đâu Rất là cao thì ban đầu chị có tưởng rằng á, là mấy đứa nó chơi cái gì mà đùng đình mà Giống như là có một người dưới rồi đội một người ở trên vai Để mà chạy vậy đó Thì cứ tưởng rằng á, là mấy đứa trẻ nó chơi Mà giờ đó 11 giờ mấy đêm rồi Sao mà mấy đứa này nó chơi gì mà gần nửa đêm vậy đó Nhưng mà khi chị nhìn xuống á, thì chị lại không thấy là Ai ở dưới cái chân của người đó hết Thì khi mà chị nhìn xuống nha Chị không thấy chị lại tưởng rằng cái ông này là đàn ông nha các bạn Cái ông này á đi cà kheo không à Tại vì chỉ có cái người đi cà kheo Thì mới cao cỡ hai mét mấy như vậy Chị cứ tưởng rằng cái ông này đi cà kheo Nhưng mà khi càng chạy tới gần hơn Chị nhìn thấy ông nào cũng đang đi băng ra giữa đường vậy đó Thì lúc đó chị nhìn á Chị không biết là ma nha Lúc đó là chị hoàn toàn không có nghĩ cái ông này là ma đâu mà chị nghĩ rằng ông này đang đi cà kheo Nhưng mà khi nhìn kỹ hơn Thì không thấy cái chân cà kheo đâu cả mà thấy ổng mặc cái áo sơ mi cái áo sơ lở cao thun màu xanh cái quần á là cái quần dạng giống như là mấy cái quần tay của ông già mấy ông già hồi đó hay mặc á các bạn nó túm vô nhỏ xíu cái đùi bự ra mà túm vô nhỏ xíu ở dưới vậy đó mà ông này á là không phải là cắt mặt đất không phải là hỏng mặt đất gì cả mà dẫn đi chạm với đường luôn thì lúc đó chị mới nhìn nó ủa ổng đâu phải đi cà kheo đâu mà sao cái người gì cao dữ vậy người gì cao dữ vậy thì chị mới nhìn lên thì chị thấy á tại vì cái ông này ổng không có ngước cái mặt lên mà ổng đứng cái da vậy nè mà ổng cúi cúi cái mặt xuống vậy nè thì chị nhìn lên chị thấy cái càm của ổng các bạn nó xệ xuống giống như là nó có một cái cục thịt vậy đó các bạn tưởng tượng là nó lòng thòng lòng thòng ngay tới cái ngực á thì lúc mà chị thấy như vậy chị cứ nghĩ rằng cái ông này ổng đang đeo mặt nạ trời ơi cái người gì mà đeo mặt nạ mà giờ này á sao tự nhiên á là đi ra đây mà sao cao dữ vậy thì lúc đó đó là chị chạy tới cái ông này rồi Mà khi chị chạy tới cái ông này nha Các bạn tưởng tượng ổng á Thì theo cái chiều của chị đi á Là chị sẽ đi cái đường đó Nhưng mà bây giờ ổng chạy tới vậy Thành ra chị phải lách qua Khiến cho chị phải đi ngược chiều Chị lách qua để mà chị né ông này mà Thì lúc mà chị lách qua chị né ông này Thì chị có liếc ở một cái do Cái đường này có đèn cũng sáng lắm Cho nên chị thấy rõ nha thì lúc mà chị liếc qua ổng một cái nha Chị thấy ông này cũng liếc chị Mà các bạn tưởng tượng nha Cái con mắt của ổng á Là hai cái mí mắt dưới nó xệ xuống vậy nè Rồi cái càm của ổng á Thì nó lồng thòng xuống Tới ngực luôn Nó cứ lồng thòng lồng thòng như có cục thịt chỗ này vậy đó Mà hai cái con mắt của ổng xệ xuống vậy nè Mà liếc qua chị vậy nè Trời ơi Lúc đó ha Chị nói rằng á Chị nổi da gà hết trơn các bạn thì khi mà chị liếc qua chị thấy vậy chị chạy lên chút xíu thôi chị mới nghĩ ủa cái người sao mặt gì kỳ vậy không phải là mặt nạ mà sao cái mặt thấy ghê kỳ trời cho nên chị mới quay lại chị nhìn thêm lần nữa <laughs> thì khi mà quay lại nhìn lần nữa Ông biến mất tiêu rồi không thấy ổng đâu các bạn nhìn lại á là thí dụ như ổng dần dần đó nếu mà ổng đi qua đây mình phải thấy chứ đằng này không hề thấy biến mất tiêu luôn trời ơi chị mới quản hồn chị mới <laughs> đi xe đạp điện mà gồ cái ga xe đạp điện để mà chạy lại về nhà run rẩy hết trơn mà mình mẩy tao nói hả nổi da gà lúc đó lạnh dữ lắm thấy ghê lắm các bạn chạy về nhà mở cửa mà tao nói run tay hết vô tới nhà đóng cửa rồi lấy điện thoại gọi cho thi liền luôn nói thi ơi trời ơi chị mới thấy vậy 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 đó thì thấy nói gì thấy ghê vậy mà chị thấy rõ ràng không Bả nói thấy rõ ràng mà không thể nào mà làm được thấy rõ ban đầu cứ tưởng rằng nó là người mà ban đầu tưởng là mấy đứa trẻ trẻ nó chơi đùng đình nó đội nhau hoặc là nó chơi cà kheo thì lúc đó cứ tưởng là đi cà kheo mà ai về không không phải là cái chân của ổng ở dưới cái chân á là thấy mang đôi dép rõ ràng luôn đi ở dưới chân đi dưới mặt đất rõ ràng luôn mà cao hai mét mấy luôn các bạn lúc mà chị kể cho thi nghe chị rung quá trời rung luôn thì thi kêu rằng á là thôi trời mai mốt á là đi cái đường cũ đi chứ đừng có đi đường đó nữa đi đường đó chắc là do là hôm trước là chị nói với mọi người là chị sẽ quay phim lại nhưng mà chị chưa quay là tại vì chị sợ bị giật cái điện thoại cho nên chưa quay thì hôm sau là thấy như vậy đó các bạn nghe thấy ghê nghe thấy ớn chưa thì đó là chuyện do một chị bạn của Thi đã trải qua cách đây có mấy ngày trước thôi Thi kể cho các bạn nghe liền để mắc công là để lâu Thi quên Thi còn một chuyện nữa là cũng cách đây mấy bữa Thi nằm mơ Nhưng mà nằm mơ nó thiệt dữ lắm các bạn Nhưng mà thôi để sao đi Để Thi sẽ kể trong tập sau cho các bạn nghe ha Thì thôi bây giờ là Thi kể xong tập 1385 rồi các bạn Đáng lẽ Thi kể tập này ngày hôm qua Mà hôm qua là Thi về trễ Thi kể chuyện trễ mà nói hoài nó không được <laughs> Với lại dạo này là Thi bị đau cái họng Nó chấm chớm nó cứ đau hoài à do là thi bị viêm sang rồi á hả là nó hành tùm lum hết trơn các bạn thành ra á hả là hôm qua cứ kể hoài cũng được tới 12 giờ 45 thì có ghế sa tết á là nếu mà 12 giờ 45 thì kể không được là thôi thi đi ngủ luôn rồi có gì mai thi kể các bạn biết hồi hôm này thi ngủ sớm cho nên hồi sáng này thi cũng dậy sớm lúc mới 6 giờ mấy thì đã dậy rồi thì thi nghĩ rằng là bây giờ á mà đáng lẽ là sáng này thi tính là sẽ đi làm căn cước công dân gắn chip á nhưng mà thi nghĩ bây giờ nếu mà đi nữa Rồi chiều về tùm lum tùm la công chuyện Rồi cái tối kể chuyện trễ nữa Cho nên dẹp rồi sáng này không đi luôn Bây giờ đó là hôm nay kể chuyện buổi sáng nè Các bạn bây giờ là 9 giờ 42 phút sáng nè Nhưng mà để tối 7 giờ Thi sẽ up chuyện này các bạn ha thì thôi xin chào tạm biệt mọi người hẹn gặp lại các bạn ở tập 1386 thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thi à, thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm rồi ngủ ngon các bạn nha xin chào